Bệ đỡ của VinFast. Bệ đỡ ấy không chỉ là những khoản tài trợ khủng của ông chủ Việt Group Phạm Nhật Vượng, mà còn là những đối tác hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ nội và ngoại thất xe. Tập đoàn Việt Group vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét, kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024, trong đó ghi nhận khoản tài trợ 3.277,3 tỷ đồng của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cho công ty con của tập đoàn. Công ty ấy được cho là VinFast. Tính đến cuối quý 2 năm 2024, Chủ tịch và VinGroup đã hoàn thành các khoản giải ngân tài trợ cho VinFast trong khuôn khổ thỏa thuận đã thông báo vào tháng 4 năm 2023. Thỏa thuận này bao gồm khoản tài trợ 1 tỷ đô la Mỹ của Chủ tịch và khoản tài trợ là 500 triệu đô la Mỹ của VinGroup sẽ được giải ngân cho VinFast trong 12 tháng. Công ty chứng khoán Vietcap nêu trong một báo cáo phát hành hồi cuối tháng 7, quyết dồn lực cho VinFast đến khô máu. Số tiền mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng đổ vào hãng xe điện này dự kiến sẽ còn tăng thêm. Còn nhớ, tại đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4 năm 2024 của VinGroup, ông Phạm Nhật Vượng cho biết sẽ tiếp tục thu xếp tài sản để tài trợ cho VinFast tối thiểu thêm 1 tỷ đô la Mỹ nữa. Chưa rõ tỷ phú Vượng sẽ thu xếp tài sản ra sao, nhưng trong nửa đầu năm 2024, VinGroup còn ghi nhận một giao dịch đáng chú ý khác với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phạm Nhật Vượng, trị giá 1.820 tỷ đồng với thuyết minh chuyển nhượng cổ phần trong công ty con, được xem là biểu tượng cho sự trỗi dậy trong mảng công nghiệp của VinGroup. VinFast nhận được nguồn lực khổng lồ từ tập đoàn mẹ. Tại một báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ hồi giữa năm 2023, Black Spade, công ty xác trắng SPAC, làm cầu nối để VinFast lên sàn Nasdaq, cho biết VinGroup, các công ty thành viên và đối tác bên ngoài đã rót 8,2 tỷ đô la Mỹ vào VinFast trong đoạn từ năm 2017 đến 2022, liên tiếp cho ra mắt các mẫu xe điện mới. Số tiền đổ vào VinFast từ nhóm VinGroup hẳn đã vượt xa con số vừa nêu. Việc có công ty mẹ là VinGroup, một trong những tập đoàn hàng đầu Việt Nam, cũng tạo lợi thế khác cho VinFast. Tại báo cáo gần nhất phát hành hôm 26 tháng 8, công ty chứng khoán VanDirect cho hay, với lợi thế có công ty mẹ là VinGroup, VinFast có thể tiếp cận các đối tác là nhà sản xuất linh kiện nội thất và ngoại thất xe hàng đầu. Theo đó, VinFast hợp tác với một số đối tác để phát triển và nâng cao công nghệ ADAS, hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến, chẳng hạn như sử dụng chip NVIDIA Drive Xavier. Tất cả các ô tô điện VinFast hiện đều được trang bị ADAS cấp độ 2. Về sản xuất xe điện và pin, tại tổ hợp sản xuất xe tại Hải Phòng, VinFast sở hữu một nhà máy sản xuất xe chủ cylindrical và một nhà máy sản xuất pack pin công suất 70.000 pack một năm. VinFast cũng có một nhà máy với công suất 100.000 pack một năm đang hoạt động với một cơ sở sản xuất xe pin LFP Goshen Hitech của Trung Quốc, sở hữu 51%, công suất 5 GWh một năm giai đoạn 1, dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất từ quý 3 năm 2024 tại khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Ngoài ra, danh sách các đối tác của VinFast còn có CATL, Marubeni, Forvia, T-Mobile.